ta ra. Xin chào các bạn, là mình Bá Đạo CCVN đây. Trong các sổ class, ngoài cách úp tướng chuẩn, thì thú nuôi là một phần không thể thiếu, góp phần tạo nên chiến thắng hay độ mạnh của team. Nhưng sử dụng thú nuôi tối ưu nhất như thế nào thì chưa chắc nhiều người đã biết. Vì vậy hôm nay mình sẽ làm clip nói về top 9 thú nuôi, siêu thú tốt nhất và nên dùng trong năm 2022. Trước khi xem clip các bạn nhớ ấn like và chia sẻ clip giúp mình nha. Ok, xong rồi thì chúng ta bắt đầu thôi. Thú nuôi đầu tiên của bảng xếp hạng chính là chim ưng. Đây là một siêu thú thiên về phòng thủ, với khả năng hồi máu tối đa cho nhiều tướng. Ngoài ra nó cũng tăng khả năng giảm thiệt hại cho một tướng đang có máu thấp nhất. Vì là thú nuôi bắp nên đặc tính tốt nhất của chim ưng là tránh né hoặc máu. Nó sẽ giúp tướng chủ sống lâu hơn, hồi máu cho team. Bạn nên sử dụng chim ưng cho các tướng dạng tanh cơ trâu bò như Tôn sư kiếm cổ, linh hồn hoa hồng, Glacius, rồng thần quang, linh nữ pha lê, nam tước bóng đêm, lãng khách hoặc rồng bạo năng nhây. Tiếp theo là siêu thú rồng băng. Với khả năng đóng băng cả kẻ địch biết bay trong 2,8 giây và giúp tất cả các tướng đồng minh phản 18% thiệt hại mỗi giây, đồng nghĩa với việc team bạn sẽ không nhận 18% thiệt hại và nó sẽ chuyển sang kẻ thù đang tấn công. Giống như chim ưng, rồng băng cũng là siêu thú thiên về phòng thủ, vì vậy thuộc tính tốt nhất của rồng băng cũng là né hoặc máu. Các tướng chủ sử dụng cũng phải là dạng tanh cơ nhây như Sứ giả tự do, Hỏa ngục, Tôn sư kiếm cổ, Nam tước, Sứ thần bướm, Cung thủ băng, Họa sư ma trận hoặc bùa đạo sư cũng được. Tiếp theo là top 3, Sói ma trăng. Đây là một siêu thú mới ra mắt được vài tháng gần đây. Với khả năng gây thiệt hại và phong ấn lên 3 tướng địch, khi phong ấn có tác dụng sẽ khiến kẻ địch không tự động xuất được chiêu và không hồi được năng lượng, và kẻ địch cũng không thể hồi sinh, ra đi nhanh hơn. Với nhiều tác dụng như vậy, sói ma trăng là một siêu thú không thể thiếu đối với các chiến trường như sàn đấu, Nakia hoặc pháo đài. Cách build thì có hai loại, một loại dùng tấn công hoặc chính xác. Các tướng phù hợp là rồng giáp quỷ, rồng bạo năng. Còn nếu bạn build sói ma trăng né thì đeo cho tôn sư hoặc hỏa ngục cũng rất tốt. Tiếp theo là siêu thú thứ 4, sứ giả độ hồn. Đây là siêu thú giảm tỷ lệ cờ giết của kẻ địch và tăng tỷ lệ cờ giết của tất cả các tướng đồng minh. Khi cờ giết xuất hiện thì đêm cờ giết có màu vàng sẽ cao hơn 1,5 lần đêm thường có màu đỏ. Sứ giả độ hồn chính là một thú nuôi tăng tấn công rất tốt. Build chuẩn nhất là công hoặc thêm dòng chính xác nếu tướng chủ của bạn có quá ít chính xác. Tướng sử dụng tốt nhất là rồng giáp quỷ hoặc cung thủ băng, đấu sĩ diều thần. Ngoài ra hai tướng tanh như hỏa ngục và nam tước cũng đeo dùng rất tốt cho anh em khi chiến Nakia. Tiếp theo là siêu thú hồ ly tinh ở top 5. Giống như chim ưng, hồ ly tinh là một siêu thú bắp máu cho team, tăng thêm 45% khả năng nhận hồi máu và bổ sung thêm 18% tỷ lệ né, tức là 1.800 điểm né cho các đồng minh ở gần. Vì thế build né là ưu tiên hàng đầu cho siêu thú này. Các tướng sử dụng tốt nhất là rồng bạo năng, hoa hồng, bá tước, vu sĩ độc, rồng thần quang, Glacius. Top 6 vua bạch tuộc. Một siêu thú mới ra gần đây nhất của các Castle Class. Với khả năng hồi máu lên đến 800% và giúp các tướng đồng minh miễn dịch một lần với thiệt hại cờ giết. Bắp 15 năng lượng mỗi giây cho team. Nó giống như một lá bài ma lực thu nhỏ, nếu sử dụng hai vua bạch tuộc thì hồi được 30 năng lượng mỗi giây. Vì thế bạch tuộc thích hợp nhất cho anh em thủ nhà. Build né và máu chính là ưu tiên hàng đầu.
Các tướng sử dụng tốt nhất là sứ giả tự do, ban tước, tôn sư, pháp sư vũ trụ, hoa hồng, hỏa ngục, mùa đạo sư hoặc lãng khách nhây. Xếp thứ 7 là thú nuôi rồng tham ăn, hay còn gọi là rồng béo. Vì nhìn bề ngoài nó rất mập, mặt nó nhìn giống con cờ hó hơn, không giống rồng chút nào. Khi tướng chủ bị tấn công, thì rồng tham ăn tạo khiên lên một tướng đồng minh bất kỳ ở gần. Khiên sẽ giúp tăng 100% tấn công của tướng, và phản lại 65% thiệt hại. Đây chính là một thú nuôi vừa tăng công vừa tăng thủ, công thủ toàn diện. Nhược điểm của rồng béo là bắp cho một tướng bất kỳ, ở gần lên nhiều lúc nó bắp linh tinh không đúng tướng bạn cần bắp. Vì thế, khi sử dụng rồng béo, thì cách tốt nhất là tướng chủ của bạn phải đi riêng một mình, tách biệt với các tướng khác, sẽ không bị bắp nhầm. Tướng sử dụng rồng béo tốt nhất hiện nay là quỷ gương, rồng bạo năng, rồng thần quang, sứ giả tự do, vu sĩ độc, pháp sư vũ trụ, Anubis. Hai tướng hỏa ngục và tôn sư đeo dùng cũng ngon. Top 8 hộp quà. Hộp quà là một thú nuôi chuyên về tấn công. Tăng 120% tấn công cho một tướng ngẫu nhiên, và gây thêm 150% công thường lên 4 kẻ địch mỗi 0,5 giây trong 4 giây. Đêm to và đánh nhanh là ưu điểm tốt nhất của hộp quà. Giống như rồng béo, hộp quà chỉ có tác dụng tốt nhất khi tướng chủ đi một mình. Tướng được dùng nhiều nhất là rồng bạo năng, và các tướng đánh boss như nữ thiện xạ, xạ thủ tình yêu hoặc phù thủy bí ngô. Đeo hộp quà sẽ gây nhiều thiệt hại, boss chết nhanh cho các anh em đua top. Và thú nuôi cuối cùng chính là khí cầu ma. Được ra đời cách đây 6 đến 7 năm và là một pet thường, nhưng khí cầu vẫn là một thú nuôi cần thiết cho nhiều anh em, nhất là anh em chơi free. Đơn giản là vì khí cầu ma có tính hữu dụng chuyên phá công trình, phá nhà quy mô rộng. Trước đây nhiều anh em toàn chơi xạ thủ tình yêu để rỉa nhà, một heo cân tóp, một thời vinh quang. Giờ đây do có tôn sư kiếm cổ loại bỏ giảm thiệt hại, nên tim nhây khó sống được hết 3 phút. Nhưng khí cầu vẫn dùng ngon lành cành đào. Sử dụng đấu sĩ diều thần có ta lần hồi sinh 3 lần, xài thêm bài tiếp sức thì ối rồi ôi luôn, nhà top hay các thành khó cỡ nào cũng nát thôi. Các tướng sử dụng cách khí cầu ngon nhất là đấu sĩ diều thần, rồng bạo năng, vua hải tặc, lãng khách và sứ thần bướm. Vậy là bá đạo CCVN đã giới thiệu cho các bạn top 9 thú nuôi tốt nên dùng nhất hiện nay. Mỗi thú nuôi có nhiều kỹ năng khác nhau. Các thú: phi sư, bò, sói đêm, chimera, titan, tuần lộc, phượng, tiểu tiên, vân vân, cũng đều sử dụng được cho nhiều chiến trường. Các bạn có thêm ý kiến góp ý cho mình thì comment ở dưới mục bình luận nha. Cảm ơn các bạn đã xem hết clip dài 15 phút của mình. Hẹn gặp lại các bạn ở các clip tiếp theo. Bye bye!